thành công ha. Rồi bây giờ tới phần là mình sẽ xử lý phần tạo cái link và gửi mail. Thì đây tôi sẽ tạo hai cái thư viện ha, để mai mốt ví dụ chúng ta không có dùng cái mail chat để gửi mail nữa thì mình có thể chỉ cần thay thay thế cái thư viện đó thôi. Thứ nhất tôi sẽ tạo một cái JSON Web Token .js trong controller, và mình sẽ dùng cái useState Mustang JSON Web Token sẽ bằng require JSON Web Token và module.export. Chúng ta sẽ export hai cái hàm là hàm sign và hàm verify. Và sẽ định nghĩa cái hàm sign dẫn vào một địa chỉ email và expire in cái giá trị, cái thời gian mặc định chúng tôi sẽ để là 30 phút. Rồi, hàm này chúng ta sẽ gọi JSON Web Token Sign, đúng không ạ? Địa chỉ email nè. Trong đây cái hàm JSON Web Token thì mình sẽ phải định nghĩa truyền một số cái tham số. Tham số đầu tiên là một cái địa chỉ, là cái giá thông tin mà mình sẽ dùng để mình tạo ra cái token. Tôi sẽ dùng cái địa chỉ email. Tham số thứ hai sẽ là cái secret key của cái JSON Web Token, thì chúng ta sẽ lưu nó trong cái process, trong environment và đặt tên là JSON Web Token secret. À, hoặc là mình để một cái giá trị mặc định ha. JSON Web Token secret. Rồi. Ngoài ra thì tham số thứ ba là cái tham số expire, cái thời gian mà mình muốn và cái token này nó tồn tại là expire in. Chúng ta sẽ truyền từ bên ngoài, tức là lấy cái tham số này. Mặc định nếu không truyền thì mình để là 10 one so expires có s, expires in chứ không phải expire đi ha. Là nó sẽ expire ở thời gian này. Mình sẽ return cái em này để cho nó trở về mình đến trong một cái token. Cái function verify. Sẽ nhận vào cái token. Hàm này chúng ta sẽ thực hiện gọi try get đối với này chúng ta sẽ gọi JSON web token chấm verify và gửi vào cái token và cái environment của mình. Cái secret của mình, nếu như nó không có quăng ra lỗi thì là thành công, thì chúng ta sẽ return là true, còn ngược lại chúng ta sẽ return false. Ở đây thì tôi sẽ để một cái giá trị gì đó mặc định đi ha, để mình lấy cái giá trị mặc định ở trong đây. Ở trong trường hợp mà cái process của mình nó không có đó thì chúng ta phải sử dụng một cái giá trị mặc định để cái ứng dụng của mình nó không có bị lỗi. Đây là cái hàm, hai cái hàm thư viện để tạo ra cái token và verify cái token. Rồi, mình sẽ có một cái hàm nữa là một cái hàm để email, bằng mail ha, .cs. Thì chúng ta cũng use script. Rồi. Mustang mail.js sẽ bằng require mail not mail.js. Rồi.
Rồi, tôi cũng sẽ định nghĩa cái hàm là send forward password. Mail. Nó sẽ nhận vào một địa chỉ email nè. Cái host của mình để mình biết là nó gửi từ đâu. Và cái reset link nè. Oh, sorry. Mình định nghĩa thành dạng function. Hàm này chúng ta sẽ khai báo ở đây tôi sẽ để viết hoa nha. Constant mail sẽ bằng mailchest.api connect. Mình sẽ kết nối nha. Ở đây chúng ta sẽ có cái phần trong các trang chủ của Mailchest nè. Ở phía dưới nó sẽ có cái đoạn code cho phép chúng ta thực hiện cái việc gửi mail. Đây. Nha. Tôi sẽ copy cái đoạn code này vào cho nó nhanh. Chữ mail này là không biết ngoài ha. Rồi, tương tự như vậy. Ở đây thì bắt buộc chúng ta phải sử dụng cái thông tin public key và private key ở trên cái mailjet. Mình sẽ gửi mail thành công rồi thì chúng ta sẽ return cái request là bên ngoài. Rồi, trong cái phần gửi mail thì chúng ta sẽ có cái form email. Form này tôi sẽ sử dụng là chấm test@gmail.com. Chúng ta sẽ để eShop ha. Rồi. À, mình sẽ điền vào cái user luôn để mình lấy được thông tin của user. Ở đây chúng ta sẽ là user.email. Rồi cái tên của user thì ở đây chúng ta sẽ lấy là user chấm first name và user chấm last name. Rồi subject chúng ta sẽ để là ESOP reset password. Export này thì mình không có dùng. Nó sẽ gửi theo cái dạng HTML. Rồi, trong cái code HTML này, tôi sẽ sử dụng một cái template. Các bạn sẽ lên cái trang là liveasian.com suite template suite password reset. Ở trong đây nó sẽ có một cái template, nội dung cái template để mình ta có thể sử dụng để khi mà gửi gửi mail mà cho người phải dùng reset. Thì nó có rất là nhiều cái mẫu. Tôi sẽ sử dụng cái mẫu số số 6, cái template số 6 ha. Tôi sẽ copy. Và mình sẽ paste nó vào trong cái phần HTML part. Lưu ý là đây tôi sẽ sử dụng cái dấu này, dấu nháy ngược ha, string template. Rồi mình sẽ thay thế nè. Cái name này ta sẽ là user.firstname. Rồi user.lastname đây chúng ta sẽ thay thế là cái host của mình nè. Rồi click cái link below. Trong cái link này chúng ta sẽ để cái thẻ A là reset password với cái thuộc tính href sẽ bằng cái reset link.
Ngày kết thúc chúng ta sẽ là ESOP. Để cho format cho cái này nó cho nó đẹp thì chúng ta sẽ dùng cái thẻ hát email ha, tại vì mình gửi theo dạng nội dung hát email. Đây. Cho nó xuống hàng cho nó đẹp. Nên cho một cái thẻ BR nữa để cho nó xuống thành hai hàng. Như vậy là mình có được cái phần gửi mail. Và như vậy thì ở đây hai cái giá trị này ha, chúng ta sẽ khai báo nó trong cái environment của mình. Environment ha. Ở đây tôi đã để sẵn nè. Chúng ta sẽ khai báo hai cái thông số là public và private ha. Với cái public và private thì các bạn sẽ vào trong cái mailjet.com, cái phần setting nè, cái phần trong cái mail là account setting nó sẽ có cái phần REST API, các bạn sẽ chọn vào cái link là API key management. Rồi trong đây nó sẽ có cái API key và cái secret key. Thì ở đây là tại vì tôi đã tạo rồi nên các bạn sẽ thấy hai cái thông có thể có thông tin này ha. Thì nếu các bạn mới lần đầu tiên á thì các bạn sẽ chọn vào trong đây và chọn là generate key ha. Ở đây ví dụ như tôi đã generate sẵn rồi thì tôi sẽ chọn là reset key để nó phát sinh cho chúng ta một cái key mới. À, chúng ta sẽ có cái API key, mình sẽ copy cái API key này bỏ vào trong đây ha. Và chúng ta sẽ có cái secret key. Và mình sẽ bỏ vào trong cái phần secret key nằm phía dưới là cái private. À, cái API key private. Rồi mình đã có cái hàm cho gửi mail. Rồi, mình quay trở lại đây. Chúng ta sẽ tạo cái link ha. Là cái link của chúng ta tôi sẽ... ở đây mình để là constant wallet cũng được. Ok. Constant cái token sẽ bằng... JSON web token trước ha, bằng require chấm duyệt JSON web token. Sẽ để cái hàm sign lấy cái từ của JSON web token. Rồi chúng ta sẽ có là constant cái reset link sẽ bằng mình lấy cái host trước request chấm header host. Đây chúng ta sẽ lấy cái request chấm protocol đang chấm duyệt duyệt. Ok. Này đi. Mình sẽ lấy trực tiếp ở trong đây luôn cho nó nhanh ha. Ok. Đây chúng ta sẽ có cái host và duyệt reset. Cái đối diện reset. Sau đó chúng ta sẽ gửi thêm cái token. Sẽ bằng cái hàm sign vẫn là email mặc định là để 30 phút. Và gửi thêm cái email sẽ là cái giá trị email là trên cái link. Rồi, trong đây chúng ta sẽ gọi cái mình sẽ lấy cái mail mình chưa có export ra đúng không nè, module.export
Tham số export cái hàm là send forward password mail. Tấm suyệt mèo. Mình sẽ gọi cái hàm này, gửi cái thông tin user nè, cái host của mình nè, và cái reset link nè. Hàm này nó sẽ trả về chúng ta một cái request, và chúng ta có thể gọi try, hoặc là sau gọi then. Nếu như mà gửi thành công thì nó sẽ ra có một cái result. Mình sẽ xem đúng cái ấy một số cái lắp ra từng xô để mình test ha. Rồi, chúng ta sẽ return respond.render là forward password với tham số tên là true. Đây là thông báo thành công. Rồi ngược lại get error thì chúng ta sẽ một số chấm log error chấm start code nha. Mình test thử coi nè, nếu mà gửi mail thất bại thì nó bị mail gì. Và return respond.render. Lúc này chúng ta sẽ cũng là trang forgot password nhưng mà sẽ gửi cái thông báo lỗi là message. An error has occurred. When sending to your email. Please check your email address. Thường là nó sẽ bị lỗi do cái địa chỉ email có vấn đề. À, mình gửi mail thành công rồi thì chúng ta sẽ xóa nha. Đây là xong cái phần gửi mail, chúng ta sẽ test thử ha. Này quay trở lại trang login forgot password, người dùng sẽ nhập địa chỉ email có tồn tại và nhấn submit thì nó sẽ thông báo là có gửi mail. À, chúng ta sẽ qua cái hộp mail mình check thử. Đây, chúng ta có một cái mail được gửi tới. Trong cái mail này nó sẽ có một cái reset password. Ha, có một cái link. Hiện tại là mình chưa có xử lý cái link này. Và nó sẽ báo là find not found, nhưng mà cái link này các bạn sẽ thấy là nó có một cái token nè. Ha. Và cuối có một cái phần email cái email.
Mình đã gửi email thành công ha.